cái kia vậy. Ủa em trước là cũng thay lại ủa sao không nè. Dạ. Giá sao gần mình như vậy? Sáng là mình ký thủ tục giấy tờ chứ. Các bạn coi đừng có đụng tay đụng chân nha, chị lấy miệng mình hỏi thôi nha. Đợt sau là phải bắt các bạn đi xong mà viết báo cáo thu hoạch, học được cái gì vô giấy hoặc là gửi vô cho bên ban tổ chức, chứ thời gian này là không thể nào mà nhớ được đâu. Mấy em mới hỏi là dưa này là tại sao là trồng một luống hai cây, và cây cách cây bao nhiêu cm, hàng cách hàng bao nhiêu cm đó, tụi em phải hỏi mấy cái đó. Rồi cách trồng như thế nào, có bắt phun như thế nào đó, hỏi rồi, em hỏi rồi, trực tiếp hỏi bởi rồi. Trả lời chưa? Trả lời rồi. Như trồng hay trồng những gì hỏi rồi. Nhớ không? Cái chỗ này cửa ra vào lúc thời kỳ mới làm ấy. Ừ, mấy này bị rồi đúng không? Quất này đẹp lép. Thật sự luôn là mình đã phải xử lý rất là nhiều thì nó mới không lan cả vườn ấy. Ừ. Xong cái vấn đề thứ hai nữa là đây, anh nhìn đây nhá. Với kia tầm cùng một ngày và gieo hạt cùng một ngày đó. Nhưng mà khác giá thể một cái là nó khác hẳn luôn. Nhưng mà anh vẫn thấy có nhiều trái nó bị đẹp dữ ta, nó hữu phấn không tới sao, thấy nó cột lốt nhỏ xíu vậy. Thì nó xịt thuốc nhưng mà xịt không đều. À, có trái chà bá, có trái thì nó bị quéo quéo quéo. Nhưng mà em nói là tỷ lệ đủ phấn là gần như tuyệt đối đúng không? Đó, anh nhìn thấy không? Có trái nào cũng đậu nhưng mà vẫn có tình trạng trái to, trái nhỏ. Đúng rồi, ví dụ như cây này, như xuê như thế này thì làm sao mà nó có trái to được. Ừ. Nhưng mà nó vẫn đậu, nếu như bình thường anh thủ phấn thủ công không bao giờ đậu những cây này đâu. Ừ. Không bao giờ. Đất bên đây anh Tùng anh trồng được mấy vụ rồi ta? 2 năm hơn. Chùa còn nhiều vụ dữ. Mình anh quản hết rồi hả? Ghê vậy. Dữ dằn. Trái to. Nhìn vậy thôi chứ hai cũng mấy. Dưa lưới trồng trực tiếp trên đất nha mọi người, luống khá là cao à. Một cây chúng ta sẽ giữ một trái. Trồng trong nhà màng là kính để hạn chế dịch hại. Giống này là cái giống dưa vàng như bên kia này. À, anh trồng không? Hai giống này giống dưa xanh. Hai loại. Hai loại nhưng mà trồng chắc một lúc giống không có lượng kia. Nếu vậy nó có bị lai không? Nó bị trong quá trình thụ phấn nó có bị gì không? Cái này thụ bằng dung dịch chứ có phải thụ bằng phấn kia đâu. Toàn bộ là dung dịch hết. Đúng rồi. Nhà này rất là bay. À, nhiều trái bự khủng khiếp chắc cũng phải 3 kg chứ. Không, để cỡ 2,5 kg. Còn bự nữa. Cái cuốn nó chưa nứt hết mà.
Ý là cái trái đó chưa nó cuốn chín rồi, nó chỉ có chờ chín nữa thôi chứ. Tính ra lâu lâu cũng được cái nhìn được phết chứ. Đây này. Bình thường cái cuốn của thằng này nó chỉ nhỏ hơn thằng này này. Nhưng khi anh xài cái hormone của thằng cuốn bự hơn, khiếp thiệt. Thì nó sẽ xài, nó dẫn đến cái hormone này nó kích thích toàn bộ biểu bì lớn. Nên cái cuốn này nó cũng lớn. Chứ bình thường cái cuốn này nó bao giờ nó cũng phải nhỏ hơn cái cuốn. Đúng này. Đúng. Mình sao cái mình thấy cái cuốn nó bự thiệt. Ừ. À, đó là cái khác biệt khi mà dùng cái dung dịch thủ phấn là vậy. Đúng rồi. Nhưng mà dụ thủ phấn của công thôi nha, chứ Nhật nó không như này đâu. Nhật thì nó vẫn kích thước nó như cũ, vẫn như bình thường hả? Hộp chất khác nhau nên nó cuốn nó khác. Bộ này bán giá nó cũng bằng thị trường luôn hay là có cao thấp gì hơn không? À, hình long đó là số 1. Không. Giống này em trồng em bán 4 năm nữa chứ. Ừ. Nhưng mà em không trồng. Tại vì cái thứ nhất ấy, cái lúc đầu em nghĩ là cái này giống này nó có năng suất hơn thằng hình long ấy. Ừ. Nhưng mà thực tế là to quá mình cũng phải bán giá thấp à. Đúng rồi, ai ăn hết trái đâu. Trái dồn dồn ký ký rử đồ 3 ký đồ ai ăn cho nổi, để lâu cũng không ngon. À. Này là đẹp nhất, vừa ngon vừa tới, chứ còn ngoài ra vừa thấu vừa ấy. Đây là kịp bán Tết rồi. Cái nào? Không, cái này chắc thu trước Tết. Cái này còn mấy ngày nữa là thu rồi, cỡ 10 ngày nữa là thu rồi. Ừ. Nhiều trái bự khiết thiệt, như dưa hấu luôn vậy. Mà Tết dưa vàng dưa màu rồi người ta thích, người ta mua về người ta đơm á. Nhìn như vàng lá đã quá không? Cái này mà thu lá bán ngon á. À. Lý do? Nó ảnh hưởng đến cái sinh trưởng của cây như thế nào? Nó ức chế hay sao chứ? Nó phát triển cái này mà nó ức chế khác. Nó ức chế cái gì chứ em thấy, này anh thấy không? Ừ. Đúng rồi, không có lưới. Cây khỏe như thế này nhưng mà không có lưới. Này cái này được chút đỉnh hoài nè. Ở dưới thì không có. Này, bên này. Trái tổng thể trái nó hơi nhỏ so với cái cây nó bự mà cái nó hơi nhỏ, chính vì vậy nên có thể kết luận là cái chất đó nó cũng không phải là tốt để mà à không có hạt là hóc môn như là nó ức chế tạo hạt âu sinh, giống như âu sinh ngày xưa người ta cũng dùng nó để ức chế tạo hạt ở cây dâu. Nhưng mà phải công nhận là dễ khỏe. Dễ khỏe thì tên mầm nó ra. Nhưng mà cái vườn này trồng được mấy năm? Vụ đầu tiên. À, vụ đầu tiên. Vậy là chưa chết rồi. Nhìn nó khác hẳn cái vườn này. Phải lấy màu xanh đúng không? Vô tự nhiên anh Tùng thấy cái lạ anh Tùng. What do you